Chào mọi người, hôm nay hãy cùng Helen trở về tuổi học trò với thiên đường các món ăn vặt cổng trường mà chắc ai cũng đã một thời mê đắm. Đầu tiên phải kể đến món bánh tráng trộn cực kỳ hấp dẫn nè. 250g gan bò, bạn cắt miếng vuông cỡ 2cm. Ướp với một muỗng cà phê tỏi băm, một muỗng canh đậu hành trắng băm và 3 muỗng canh xì dầu. Thêm vào đây một muỗng cà phê bột ngũ vị hương, một muỗng canh đường, ít tiêu và bột nêm nữa nhé. Trộn đều rồi đậy lại để tủ lạnh ít nhất 2 tiếng cho thấm. Sau đó cho vào xào sơ khoảng 2-3 phút cho gan săn lại. Rim lửa nhỏ cho gan rút hết nước. Rồi sắp vào khay của lò nướng hoặc nồi chiên không dầu. Để nhiệt độ khoảng 120-150 độ C trong vòng 45-60 phút. Thỉnh thoảng lật lại cho miếng gan khô mặt và chuyển màu tối sẫm. Bạn có thể dùng phần nước xào gan còn lại để làm nước trộn gỏi. Cho vào đây nửa chén nước, 2-3 muỗng canh xì dầu và đun lửa nhỏ 1-2 phút cho kẹo lại. Bánh tráng bạn cắt sợi rồi cho vào tô trộn. Thêm vào đây bò khô nè, mực khô, tép khô, phần gan mình vừa rim và cắt nhỏ, thêm rau răm và đậu phụng nữa nhé. Tất nhiên là thêm cả trứng cút nè, hành phi, tỏi phi, rồi xoài xanh bào sợi và tương ớt nữa. Rưới vào chút nước trộn gỏi, vắt thêm tí nước cốt chanh hoặc là nước tắc. Wow, trộn đều lên nào, sợi bánh tráng sẽ thấm nước gỏi, mềm ra, ăn dai dai, thấm đẫm gia vị rất là ngon. Tiếp theo là món bò bía, thường được đẩy xe bán trước cổng trường mà không một bạn học sinh nào có thể làm ngơ. Đầu tiên bạn hãy rang 4 muỗng tép khô cho dậy mùi. Sau đó cho 2 cây lạp xưởng vào, luộc khoảng 10 phút cho mềm. Rửa sạch rồi cắt xéo thành lát mỏng. Đập 2 cái trứng trong chén, nêm ít muối và đường. Sau đó cho vào chảo có bỏ ít dầu và tráng một lớp thật mỏng. Tráng xong vài lớp trứng thì bạn để nguội và cuộn lại rồi cắt sợi. Củ đậu thì bạn gọt vỏ và cắt sợi dày. Phi thơm tỏi băm rồi cho củ đậu vào xào. Nêm thêm chút muối cho vừa ăn, rồi xào khoảng 10 phút cho chín đều. Chuẩn bị thêm ít xà lách, rau quế, đậu phụng rang giã và hành phi nữa nhé. Nhúng bánh tráng rồi cho lần lượt các nguyên liệu lên mỗi thứ một ít. Xà lách nè, rau húng quế, trứng, lạp xưởng, một ít tép rang và ít đậu phụng nữa nhé. Cuốn chặt tay và sắp xếp sao cho các nguyên liệu đều lộ ra bên ngoài trong cuốn gỏi thật đẹp mắt. Chấm với chén tương đen, có bỏ chút đồ chua là chuẩn không cần chỉnh. Vừa tan trường mà nghe mùi bánh mì thịt nướng thoang thoảng thì biết làm sao đây. Thịt băm hoặc thịt ba chỉ bạn đem ướp với hành tím, tỏi, nước mắm, tiêu, đường và một ít nước màu dừa để nướng lên thịt có màu đẹp. Thêm sả và chút xíu ngũ vị hương cho thơm lừng. Dầu hào, bột nêm và mè rang nữa nhé. Trộn đều và để 30 phút cho thấm. Sau đó viên thành miếng. Rồi cho lên vỉ nướng vàng. Wow, thơm không thể tưởng. Bây giờ sẽ ngay một ổ bánh mì còn nóng hổi giòn rụm. Quẹt vào ít bơ mayo và chút tương ớt cay cay. Nhát thịt vào nào, thêm đồ chua, dưa leo, vài lát ớt, hành ngò. Thêm một ít xì dầu nữa là có ngay một ổ bánh mì ngon miễn chê. Món bột chiên siêu hấp dẫn này chắc sẽ là món ruột của rất nhiều fan ăn hàng. Cho 2 phần bột chiên, bạn sẽ cần một chén bột gạo tẻ, một muỗng canh bột năng, một chén rưỡi nước, một muỗng cà phê dầu ăn và một chút xíu muối. Khuấy đều lên rồi để 30 phút cho bột bay bớt mùi. Sau đó cho vào lò vi sóng quay 2 phút. Lấy ra rồi khuấy đều lên, rồi cho vào lại vào lò vi sóng quay 1 phút ở 800W. Lại lấy ra và khuấy lên một lần nữa, rồi cho vào lò vi sóng thêm 1 phút nữa. Cuối cùng bạn hãy dùng phới trộn đều lên, rồi cho bột vào cái khuôn. Nếu không có lò vi sóng, bạn có thể để bột lên bếp, quậy đều tay liên tục ở lửa vừa cho đến khi bột sệt lại. Sau khi cho vào khuôn, bạn ép phẳng bề mặt và bỏ lên hấp khoảng 30 phút cho bột chín hẳn. Để nguội và để tủ lạnh qua đêm thì phần bột chiên sẽ thêm giòn đấy. Cắt bột ra thành con cờ rồi chiên ra chia 2 lần cho 2 phần ăn. Trộn mỗi phần bột với một muỗng cà phê xì dầu đặc. Đồ chua gồm có đu đủ cà rốt, củ cải, bào sợi. Bạn ướp với 2 muỗng đường và 3 muỗng giấm nhé. Phần nước chấm sẽ gồm có 2 muỗng xì dầu, 1 muỗng giấm và 1 muỗng đường. Chảo nóng bạn cho vào 1 muỗng dầu, cho 1 phần bột vào,
chiên vàng giòn hai mặt. Sau đó đập vào hai cái trứng và làm bể lòng đỏ để kết chín các miếng bột. Rắc lên thật nhiều hành lá, rồi lật trứng chiên thêm một phút nữa cho chín đều. Cho ra dĩa và ăn nóng với chén xì dầu và đồ chua đã chuẩn bị sẵn nhé. Vậy là từ nay bạn đã có thể tự tay làm những món ăn vặt cổng trường yêu thích mà không còn phải lo sợ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Đừng quên chia sẻ hình cho Helen nếu làm thử và nhớ vào follow trang Facebook Helen's Recipes để xem thêm cách làm rất nhiều các món ăn Việt Nam khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!